nhóm cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước hầu tòa vụ Vạn Thịnh Phát. Loạt đại gia liên quan đến Vạn Thịnh Phát đã nộp bao nhiêu tiền để khắc phục hậu quả? Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, cùng với bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB thì ngày 5 tháng 3, các bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước liên quan đến đại án này cũng sẽ bị đưa ra xét xử. Các lãnh đạo thanh tra ngân hàng đã nhúng chàm trong vụ án Vạn Thịnh Phát như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong số hơn 80 người bị đưa ra tòa, có nhiều bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị xét xử về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ để bao che, bưng bít sai phạm của SCB, bà Đỗ Thị Nhàn bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Các cựu cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước khác bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, gồm các bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng 2. Bùi Tuấn Khoa, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng 2. Vương Đỗ Anh Tuấn, cựu trưởng phòng thanh tra thuộc Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng 2. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước thuộc cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Vũ Khánh Linh, cựu phó trưởng phòng thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần thuộc Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước. Nguyễn Văn Dũng, cựu phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Loan, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Võ Văn Thuần, cựu phó chánh thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Tấn Trung, cựu phó chánh thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Tín, cựu phó trưởng phòng thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thuộc cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Du, cựu quyền chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, do ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã nghỉ hưu theo chế độ, ông Du tiếp nhận nhiệm vụ chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kết luận thanh tra 3959. Nội dung kết luận thanh tra đã được ông Hưng, bà Nhàn và các thành viên trong đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo về kết quả thanh tra đã kết thúc trước khi ông Du tiếp nhận nhiệm vụ. Song, trước khi kết luận thanh tra, ông Du đã không tổ chức họp đoàn thanh tra và không so sánh, đối chiếu, kiểm tra, rà soát với kết quả thanh tra trước đó tại báo cáo của đoàn, của tổ và thành viên đoàn thanh tra, dẫn đến việc ban hành kết luận thanh tra không trung thực, không khách quan, làm lợi cho ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại hơn 514.102 tỷ đồng. Theo cáo trạng, quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB năm 2017-2018, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng đoàn và các thành viên tổ tổng hợp, thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu. Các bị cáo biết rõ sai phạm, vi phạm tại những khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của SCB thông qua kết quả thanh tra. Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ SCB, ông Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo bà Nhàn để chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu, bưng bít dự thảo,
kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc này đã tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu. Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm thực hiện rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị, liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát sắp được đưa ra xét xử, để giải quyết khắc phục hậu quả vụ án, Bộ Công an đã kê biên số lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm khác. Đồng thời, những đại gia liên quan đến vụ án cũng đã nộp hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Liên quan đến những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, các cá nhân là những đại gia có dính líu đến vụ việc cũng đã trả lại hàng ngàn tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, đồng thời nộp hàng ngàn tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cụ thể, kết luận điều tra cho biết, ngày 5 tháng 10 năm 2022, theo thỏa thuận từ trước, bà Trương Mỹ Lan đã đưa 14,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 350 tỷ đồng cho Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village, để nhận chuyển nhượng dự án Green Hill Quy Nhơn. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, tức là ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, sau khi được công an mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,75 triệu đô la Mỹ, và 9,75 triệu đô la Mỹ, tương đương tổng số tiền là 14,5 triệu đô la Mỹ. Bà Lan khai, số tiền nói trên là của bà và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm tội trong vụ án. Công ty cổ phần Green Hill Village được thành lập vào tháng 4 năm 2018, có tên ban đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Green Hill Village với vốn điều lệ 627 tỷ đồng. Đến tháng 3 năm 2023, Green Hill Village giảm vốn điều lệ về 25 tỷ đồng. Cũng trong vụ án, ông Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, bị cáo buộc về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Chí bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan thông qua một số hợp đồng hợp tác đầu tư. Quá trình điều tra, ông Chí cùng gia đình đã nộp trả lại cho bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cáo trạng vụ án cũng cáo buộc Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, đã giúp sức đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng và lãi phát sinh hơn 605 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố ngày 17 tháng 10 năm 2022, ông Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt đã trả cho SCB hơn 813 tỷ đồng. Ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Hiện ông Trước đã đưa lại cho bà Lan hơn 492 tỷ đồng. Đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng. Ông Dương Tấn Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án. Ông Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt, cũng bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB hơn 1.165 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Dũng còn nhận 36,5 triệu cổ phần của SCB, tương đương 365 tỷ đồng, nhưng bị can này đã xin tự nguyện trả lại toàn bộ để khắc phục hậu quả vụ án. Từ ngày 5 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB sẽ bị đưa ra xét xử. Những diễn biến của phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Quý vị đừng quên nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!